Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ của cặp loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Wattfiden Pro Delta 15, được thiết kế với bát siêu trầm 40 từ lớn tới 20 và quả kèn 30 từ 16. Trên cặp loa có câu hình và uy lực mạnh vô địch ở phần khúc bát giúp 40 với chất âm chuyên nghiệp cho karaoke và nghe nhạc rất là tuyệt vời. Công suất ở mức trung bình cho cặp loa này nó lên tới 2000W và độ nhạy cao tới 129 decibel. Chúng ta sẽ thấy được giá trị. Với đoạn nhạc quen thuộc tôi đang mở từ trên TV xuống, quý vị có thể thấy được rằng uy lực mạnh như hai cái súc khủng cho cặp Wattfiden Delta 15 Pro đến từ England. Mời anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng trải nghiệm tiếp theo chất âm và uy lực mạnh. Giải trầm uy lực mạnh mẽ như sấm, đánh tiếng bát chắc nịch và xuống rất là sâu, rất là mềm mại, nghe lâu không bị mệt lỗ tai. Trên cặp loa Wattfiden Pro Delta 15 đến từ England, chúng ta cùng quan sát chi tiết chiếc máy quay với cấu hình của cặp loa còn đẹp xuất sắc. Được trang bị phần thùng gỗ và phủ composite màu trắng sứ siêu bền, chống trầy xước và chống thấm nước trên model Wattfiden Delta 15 Pro đến từ Anh Quốc. Trang bị phần thùng loa cao 72, ngang 45 và sâu 41, nặng tới 70 kg. Công suất trung bình cho một chiếc loa từ 500 tới tối đa lên tới 2000W trên model Delta 15 Pro. Độ nhạy cao tối đa lên tới 131 decibel, trên trở kháng từ 4 cho tới 8 ohm. Hoạt động rất là rộng và giải tần của trở kháng, chúng ta rất là dễ phối ghép từ âm ni cho tới đẩy vang và mic. Phía trước là bộ e căng thép hoa dâu rất là sang trọng và đẳng cấp của hãng Wattfiden đến từ England. Đó, chúng ta thấy rằng bộ e-căng tôi đã tháo sẵn, căng của nó rất là dài và rất là nặng. Đó, nguyên một cái căng, quý vị thấy nó nặng tới mấy kg. Căng này của nó bao nhiêu năm thì mới có thể hỏng được. Để có lại câu trả lời, chúng ta nhìn thực tế rất đẹp. Mệnh danh là cặp thiên nga trắng cho Wattfiden Pro Delta 15 với một bát siêu trầm đường kính 40 cm. Sở hữu gân vải hai phong cong tẩm dầu xương đúc và từ lớn tới 20, hai ống hơi thở về mặt trước. Trong đoạn clip trước thì tôi đã review phần nội thất với cái củ từ 20 và bảng phân tần của nó nhìn như là một con âm ni khủng, và phần bên trên là một quả kèn với đường kính họng lên tới trên 30, họng còn tới khoảng tầm 35, nó cao khoảng tầm 25. Đó, củ 16, quý vị thấy phê không ạ? Những cặp loa này thì có lẽ rằng uy lực của giải trầm thì nó bỏ xa như JBL 825, 925 thì quý vị đánh cặp JBL bên cạnh thì phải gọi Wattfiden này bằng cụ nội luôn rồi. Đó, hai bên hông hai cái tay cầm này. Phía sau lưng này, chúng ta cùng quan sát phần thông số này, nó còn mới chát luôn ạ. Đó, quý vị ngắm nhìn đi ạ. Tôi sẽ dùng lại máy, ok. Chữ trắng tinh. Wattfiden Pro Delta 15, một cái công tắc chơi BM đánh tách giải hai chế độ. Đó. Hai rác lưu trích một in và một out. Đó, công suất nó ghi là trung bình nhỏ nhất là 500W này, trung bình là 1000W, tối đa theo thông số hãng tôi thấy rằng là nó chịu đựng lên tới 2000W một loa. Đó, quý vị thấy phê không ạ? Với những cái không gian phòng khách thì có lẽ rằng anh em chơi một cặp này thôi là phê lắm rồi. Một cặp này cho vừa nghe nhạc vừa karaoke, không phải tốn tiền mua súp và trầm. Tiếng trầm của nó xuống sâu và mềm mại, nghe cả ngày không biết sao. Không biết mệt lỗ tai, trên cặp loa rất là tuyệt vời này.
phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp. Lời hát của nó rất là mạnh mẽ và rất là nhẹ. Những anh em mới tập hát thì khi mà được những cái cặp loa này, lời của nó nhẹ thì chúng ta hát nhàn tênh. Đó, nhiều ông giọng thì đang là nhú nhí trong cổ họng thì những cái cặp loa tiếng nó lớn và nó nhẹ như thế này thì hỗ trợ nó là tuyệt vời luôn. Hết bàn. Đó, quý vị ngắm nhìn đi ạ. Đẳng cấp và sang trọng. Trò Watford Delta 15 Pro đến từ England. Công suất trung bình ở ngưỡng 2000W, độ nhạy cao tối đa tới 131 dB. Trở kháng 4 và 8 ôm, phong cách dễ phối ghép âm ni. Ghép với con đẩy tàu khựa đều đều thôi, mấy triệu nó đánh cũng phê rồi. Đó, quý vị lựa chọn gì có lẽ rằng câu trả lời đã nằm trước máy quay. Luôn dành cho anh em có phong cách màu nạy nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Mời anh em cùng quay trở lại thưởng thức với những bản nhạc quen thuộc. Xót xa cho tình yêu.